Mọi thứ có vẻ mượt mà rất là nhiều so với cả bản phần 1 đúng không nào? Cái phần 1 ấy thì ngay từ cái phần menu các bạn cũng đã thấy được là cái độ delay của nó khi mà chúng ta sử dụng chuột để di như thế này là đúng không nào? Cây setting này nó làm lại với phần cây setting này. Trông rất là chi tiết đúng không nào? Ship. Cái này là ship nhá, cái này là spec nhá các bạn. Spec làm John. Ừ, nút thì không có nhiều thay đổi lắm. Nhưng mà cái giao diện của nó thì thay đổi rất là nhiều. Mình sẽ vào phần PC setting. Ở đây chúng ta chỉ có lẽ tối đa chỉ được 60 fps thôi nhỉ. Mình nghe nói có độ phân giải 4K cơ. Điều chỉnh vậy thôi. Mình sẽ vào thử game xem như thế nào nhé. Mình sẽ đặt tên nhân vật. Đấy, vẫn vậy nè các bạn. Các cái là nguyên có lẽ nguyên cái phần game này nó giữ lại hết cái phần thiết kế nhân vật này. Cái chọn giống như phần 1 luôn. Đúng rồi, không khác gì các bạn ạ. Cái này cái những cái bản remaster ấy thì nó chủ yếu chắc chỉ là nâng cái FPS lên thôi cho chúng ta trải nghiệm game một cách thoải mái nhất thôi chứ không có thay đổi gì nhiều. In the age of ancients, Giống về phần 1 đúng không nào? Lại cái the giọng crappy world này. was unformed, Trong cái phần 3 thì cũng là cái nhân shrouded by cái fog. người này, cái người này lồng tiếng cho cái đoạn hội thoại A ban đầu ấy. land of grey crags, arch trees, and Đây, theo cá nhân mình everlasting thấy thì thời điểm hiện tại thì có vẻ cảm giác nhìn hình ảnh rất là mượt. Cái phần But cinematic này. then there was fire. Còn vào game thì chưa biết nhé các bạn, đây chỉ là phần And cinematic with thôi. fire came disparity. Chúng ta phải đợi nó nói một lúc nữa. À, cái này tua được rồi. Cái bản này tua được này, cái bản 1 không tua được nữa các bạn. Cũng giống với phần 1. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Chúng ta lại bắt đầu từ cái hầm ngục này. And in this land, the undead are corralled and led to the north. À, tua được mà nhỉ? Sao mình cứ quên? Đây, các bạn có thể thấy các bạn khó mà thể thấy được. Thời điểm hiện tại thì rất là mượt các bạn ạ. Nó làm mình liên tưởng tới cái phần 3 cũng như là phần 2. Không mượt hơn phần 2 đấy. Phần 2 thì có cái hiệu ứng motion blur, cho dù mình đã tắt đi thì nó vẫn bị mờ màn hình khi mình qua chuyển cảnh. Nhưng mà ở cái phần 1 này thì mình thấy nó khá giống với cả phần 3. Thì mình đã nói về hình ảnh đấy nhá. Hình ảnh của nó khá giống với cả phần 3. Rất là sắc nét, rất là mượt. Đặc trưng của bản remaster. Hơn nữa chuyển động của nhân vật nó mượt mà rất là nhiều. Đúng rồi, chuyển động chèm tấn công này. Chúng ta có thể thuần túy chơi bằng chuột thôi, không nhất thiết phải chơi bằng bàn phím nữa. Ở cái phần 1 thì mình bắt buộc phải chơi bằng bàn phím bởi vì sử dụng chuột rất là khó. Hình nó bị delay. Còn bây giờ thì ok, ngon lành rồi. Mình chạy lanh quanh một chút nhá. Khung cảnh xung quanh nhá, nó cũng được làm sáng hơn một chút. Chúng ta có thể nhìn hiện vật các thứ nó dễ dàng hơn so với cả phần 1 trước đây. Đi nào.
Mình nghe nói là hình như còn có một cái DLC nào nữa trong cái phần remaster nữa phải. Nhưng mà có lẽ phải chơi đến cuối thì chúng ta mới có thể chơi được cái phần DLC đó. Còn bây giờ chúng ta vẫn chỉ chơi giống với cả phần 1 thôi. Không khác là mấy đúng không nào? Đây, gặp lại con boss. Con boss 9 phút của mình. Chào. Lâu không gặp. Tạm biệt nhá, lát gặp lại. Tại vì mình đã chơi qua rồi cho nên là mình cái phần này mình qua khá là dễ dàng các bạn. V. Cái này không còn VC ấy nhỉ? Sáng rất là nhiều. Đây. Tiếp nào. Cái chúng ta cần chú ý chắc chắn rồi chỉ là cái nhất hình ảnh và thứ hai là cái phần DLC mà thôi trong cái bản remaster này. Ở đâu nhỉ, quên rồi. Phần 1 mình chơi mình bị hòn đá này nó cho một trưởng nên quen rồi. Được rồi, nói chung là cũng chỉ có vậy thôi. Phần này là nó làm lại của phần 1. Các bạn chỉ cần quan tâm đến phần hình ảnh cũng như là phần DLC của nó. Chứ còn thực ra thì cũng không có gì khác mới lạ ăn cả. Các bạn thích thì các bạn có thể download thêm phần 2 và phần 3, mình cũng đã đều giới thiệu cả rồi. Toàn bộ series Dark Souls thì mình cũng đã up hết lên cái channel YouTube rồi. Các bạn có thể lên vào channel của mình để tìm kiếm những video và download về, đều là những bản full với chất lượng rất là cao, link hoạt động rất là tốt. Thì mình cũng sẽ dừng lại ở đây thôi nhá. Vì cái phần 1 này mình cũng chơi rồi, cho nên là chỗ này nó cũng đi lại lại nó cũng chán. Xin nào. Rồi, bây giờ mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái bản Dark Souls Remaster. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn có thể subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Thì hiện tại thì đây là những cái game mà mình đã chia sẻ thời gian gần đây. Sắp tới mình sẽ chia sẻ thêm nhiều game hơn nữa bởi vì thời gian này khá là rảnh, thế nào. Thì tạm biệt các bạn nhé.